Thưa quý vị, có 11 thay đổi về thuế và quy định mới sẽ ảnh hưởng đến tài chính của bạn trong năm 2023. Do lạm phát cao mà chúng ta đã trải qua vào năm 2022, nhiều số liệu quan trọng về thuế đã được tăng đáng kể cho năm 2023. Sau đây là những con số mới cùng với một số thay đổi khác sẽ áp dụng vào ngày 1 tháng 1. Thứ nhất là yếu tố điều chỉnh lạm phát. Hầu hết nhưng không phải là tất cả, số tiền thuế thu nhập và lợi ích được lập chỉ mục theo lạm phát. Việc tăng ngưỡng khung thuế và các khoản khác nhau liên quan đến tín dụng không hoàn lại có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, các khoản tăng đối với một số lợi ích nhất định, chẳng hạn như là khoản tín dụng GST, HST và trợ cấp trẻ em Canada chỉ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Về khung thuế cho năm 2023, tất cả 5 khung thuế thu nhập liên bang cho năm 2023 đã được lập chỉ mục theo lạm phát bằng tỷ lệ 6,3%. Các khung đánh thuế liên bang mới đó là từ mức thu nhập 0 đến 53.359 đô la, đánh thuế 15%. Nếu bạn thu nhập hơn 53.359 đô la đến 106.717 đô la sẽ bị thuế 20,5%. Hơn 106.717 đô la đến mức 165.430 đô la bị đánh thuế ở mức 26%. Nếu thu nhập hơn 165.430 đô la đến 235.675 đô la bị đánh thuế 29% và sau đó đều bị đánh thuế ở mức 33%. Mỗi tỉnh cũng có một khung bộ thuế khác nhau của riêng tỉnh, hầu hết trong số đó cũng đã được lập chỉ mục theo lạm phát. Số tiền cá nhân cơ bản BPA là số tiền thu nhập mà một cá nhân có thể kiếm được mà không phải trả bất kỳ khoản thuế liên bang nào. Vào tháng 12 năm 2019, Chính phủ đã thông báo tăng mức BPA hàng năm cho đến khi đạt mức 15.000 đô la vào năm 2023, sau đó sẽ được tính theo lạm phát. Do đó, mức BPA tăng lên cho năm 2023 đã quy định theo luật ở mức là 15.000 đô la, nghĩa là một cá nhân có thể kiếm được mức số tiền này vào năm 2023 trước khi trả bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào. Đối với những người nộp thuế có thu nhập trên số tiền này, thì giá trị của tín dụng liên bang được tính bằng cách áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân liên bang thấp nhất là 15% cho BPA, trị giá là 2.250 đô la. Bởi vì tín dụng này là không hoàn lại nên nó chỉ có giá trị số tiền tối đa nếu bạn đã phải trả mức số tiền thuế đó trong năm. Nhưng những người có thu nhập cao hơn có thể không nhận được đầy đủ mức BPA là mức tăng lên. PVA nâng cao được giảm dần trên cơ sở đường thẳng đối với người nộp thuế có thu nhập ròng trên mức 165.430 đô la là mức thấp nhất của khung thuế thứ tư cho năm 2023, cho đến khi loại bỏ hoàn toàn. Khi thu nhập của người nộp thuế đạt mức cao nhất là 235.675 đô la là ngưỡng cho khung thuế cao nhất vào năm 2023. Những người nộp thuế trong nhóm cao nhất đó bị mất số tiền nâng cao sẽ vẫn nhận được mức BPA cũ được lập chỉ mục theo lạm phát ở mức là 13.521 đô la. Đóng góp vào quỹ CPP hay là QPP, tỷ lệ đóng góp của kế hoạch hưu trí Canada cho năm 2023 là 5,95%. 6,4% đối với kế hoạch hưu trí của Quebec, với mức đóng góp tối đa của người lao động và người sử dụng lao động đặt ở mức 3.754 đô la 45 cent, còn đối với QPP là 4.038 đô la 40 cent. Vào năm 2023 thì dựa trên quy định mới, thu nhập lương hưu tối đa hàng năm là 66.600 đô la với khoản miễn trừ cơ bản là 3.500. Đối với những người Canada tự kinh doanh thì phải đóng góp gấp đôi số tiền. Khoản đóng góp vào CPP tối đa cho năm 2023 sẽ là 7.508 đô la. Còn 8.076 đô la đối với QPP, tăng so với số tiền của năm 2022 là 6.999 đô la. Việc tăng CPP là một phần của kế hoạch nhiều năm được các tỉnh và chính phủ liên bang phê duyệt 6 năm trước để tăng các khoản đóng góp và phúc lợi theo thời gian. Còn phí bảo hiểm EI, phí bảo hiểm việc làm cũng sẽ tăng lên với tỷ lệ đóng góp cho người lao động là 1,63%, đối với Quebec là 1,27%, lên mức đóng góp tối đa là 1.002 đô la 45 cent, còn đối với Quebec là 781 đô la. Trên mức thu nhập có thể được bảo hiểm tối đa vào năm 2023 là 61.500. Về giới hạn tài khoản tiết kiệm miễn thuế TFSA, giới hạn đóng góp TFSA cho năm 2023 sẽ tăng lần đầu tiên kể từ năm 2019 lên mức 6.500 đô la, từ mức 6.000. Giới hạn TFSA tích lũy hiện nay là 88.000 đô la đối với người chưa bao giờ đóng góp vào tài khoản TFSA và đã là cư dân của Canada và ít nhất là 18 tuổi kể từ năm 2009. Còn giới hạn mức RRSP, giới hạn của kế hoạch tiết kiệm hưu trí cho năm 2023 là 30.780 đô la, tăng từ mức 29.210 đô la vào năm 2022. Tất nhiên, số tiền bạn có thể đóng góp vào quỹ RRSP bị giới hạn ở mức 18% thu nhập kiếm được vào năm 2022, bao gồm thu nhập từ việc làm và cho thuê, trừ đi bất kỳ khoản điều chỉnh lương hưu nào cho đến mức giới hạn đô la hàng năm hiện tại. Về mức an sinh tuổi già OAS, nếu bạn nhận được tiền già OAS, ngưỡng thu nhập mà bạn bắt đầu phải hoàn trả cho năm 2023 được đặt ở mức 86.912 đô la, nghĩa là mức OAS nhận được của bạn sẽ bị giảm vào năm 2023 nếu thu nhập chịu thuế của bạn là cao hơn số tiền này. Về tài khoản tiết kiệm cho ngôi nhà đầu tiên, FHSA, luật mới của FHSA miễn thuế đã được thông qua gần đây và sẽ được triển khai sớm nhất là vào ngày 1 tháng 4 năm 2023. Chương trình mới này mang đến cho những người mua nhà lần đầu tiên tiềm năng khả năng tiết kiệm 40.000 đô la trên cơ sở miễn thuế khi mua căn nhà đầu tiên ở Canada. Tín dụng thuế sửa chữa nhà ở nhiều thế hệ. Ngày 1 tháng 1 cũng đánh dấu sự khởi đầu của khoản tín dụng mới này, tương đương với 15% chi phí đủ điều kiện, tối đa là 50.000 đô la, phát sinh cho một công trình sửa chữa đủ điều kiện nhằm tạo ra một ngôi nhà phụ để cho phép một người đủ điều kiện, chẳng hạn như là người cao niên hoặc là người khuyết tật sống với người thân. Về luật chống flip nhà, các quy tắc chống flip nhà đối với bất động sản nhà ở dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 và được thiết kế để giảm nhu cầu đầu cơ trên thị trường và giúp hạ nhiệt mức tăng giá quá mức. Việc miễn trừ thuế đối với căn nhà là nơi cư trú chính của mình sẽ không áp dụng khi bạn bán căn nhà của bạn nếu bạn sở hữu nó dưới 12 tháng, với một số trường hợp ngoại lệ. Thay vào đó thì khoản lãi sẽ phải chịu thuế 100% dưới dạng thu nhập kinh doanh.